Rồi bánh bèo thì có đơn giản thôi, nhưng mà không đơn giản được là vì nhìn thì nhìn thấy vậy đó, nhưng mà hẳn cũng là rất là cầu kỳ, là như là phải ở Huế là họ người ta phải xay gạo, cái bột gạo ta ngâm nữa rồi ta xay ra rồi thành thành để qua một đêm người ta lọc, rồi khi đó mình thành bột rồi mình quầy ra rồi mình đổ bánh bèo. Đổ bánh bèo thì có trong đó có tôm, mà tôm tươi rồi mình chảy rồi phải nực mắm nấu cho thật ngon, rồi hành phi, rồi tóp mỡ, không thể thiếu tóp mỡ được. Đó là trong cái ba món đó là đối với nhà hàng nào tôi không biết, nhưng mà tôi đã mang theo qua đây thì tôi làm như vậy thôi chứ không có thay đổi một cái chút nào, không có thể mất đi cái hương vị Huế được. Nên khi tôi đã thích làm tất cả những cái món Huế rồi để cho có để ngày hôm nay, và trong ngày hôm nay thì cũng nhờ sự hỗ trợ của con cái rồi thêm món này món kia để mà phục vụ quý khách ở trên đất Mỹ.